Xin được chuyển sang một bản tin tiếp theo cho hay công bố cáo trạng vụ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Aribank Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm ngày 8 tháng 10, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng một trong 8 vụ án trọng điểm tham nhũng, nhưng một nhà bình luận từ Hà Nội nói rằng vụ này không đúng tính chất. Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Aribank, chi nhánh Nam Hà Nội. Theo cáo trạng, trong số 18 người khiến Aribank thiệt hại hơn 2.755 tỷ đồng, trong đó có ông Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc, ông Kiều Trọng Tuyển, nguyên phó tổng giám đốc, ông Đỗ Quang Vinh, nguyên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp, bà Phạm Thị Bích Lượng, nguyên giám đốc Aribank chi nhánh Nam Hà Nội. Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 8 năm 2008 cho đến tháng 8 năm 2012, bị can Phạm Bích Lượng đã ký đề nghị hội đồng quản trị Aribank nâng quyền phán quyết cho vay ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay đối với công ty liên danh là Lipebro Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Nam Mac, Công ty Cổ phần Libero Việt Nam sai quy định. Ngân hàng không thẩm định thực tế mà chỉ dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp bỏ qua các quy định về quản lý đối với ngân hàng. Trong quy định giải quyết cho chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu đô la từ hội sở, bị can Phạm Thanh Tân đã được lãnh đạo Aribank chi nhánh Nam Hà Nội biếu 5 lần với tổng số tiền lên đến là 310.000 đô la. Aribank tự hào là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ công nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng.